bảy đại kỵ khi thờ cúng Phật tại gia. Mọi người cần biết để tránh phạm húy rồi rước họa vào mình. Điều 1, bàn thờ Phật phải đặt cao nhất, vị trí sạch sẽ, thanh tịnh, đồ cúng dường phải là đồ chay. Phải thường xuyên dọn dẹp, trái cây, đồ cúng phải rửa sạch sẽ. Nếu đặt ở vị trí thấp hoặc cúng đồ mặn cho phận sẽ là vi phạm điều đại kỵ đầu tiên và nghiêm trọng nhất. Điều 2, tượng mới thỉnh về cần phải đem đến chùa, tự, viện để các tăng ni, chư tôn chứng và khai nhãn cho những tượng này. Nếu tượng Phật trong nhà đã cũ hoặc bị hư, bởi khi muốn thay đổi tượng mới cần đem tượng cũ gửi vào chùa. Trong chùa sẽ có nơi để thờ phụng hoặc nhập cốt tượng đang đúc khác. Tuyệt đối không đốt, bỏ thùng rác, bỏ xuống sông. Điều 3, vị trí đặt tượng phải là vị trí trang nghiêm, không đặt trong phòng ngủ, tránh xa bếp, nhà vệ sinh. Phía sau phải có chỗ dựa chắc chắn. Điều 4, thắp hương và lau dọn hàng ngày, dùng nước sạch, rượu, nước lá bưởi để lau chùi. Đèn trên bàn thờ phải luôn bật để thu hút năng lượng. Khi lau chùi, dọn dẹp phải chú ý hạn chế tối thiểu việc di chuyển bát hương hoặc tượng Phật. Tốt nhất là không di chuyển tượng Phật và bát hương. Điều 5, vị trí các tượng Phật phải đặt đúng thứ tự, vị trí cao thấp khác nhau. Ví dụ, tượng Tây Phương Tam Thánh cần thờ chung một bàn thờ, chung bậc không để tượng cao tượng thấp hoặc tượng to tượng nhỏ. Điều 6, nếu để tượng Phật trong xe ô tô nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp gia đình luôn bình an. Tượng Phật có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không đặt tượng Phật ở cuối xe. Khi trời nắng phải chú ý che nắng cho Phật. Điều 7, tuyệt đối không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau bàn thờ hoặc tượng Phật, không trưng lông đuôi công trên cùng bàn thờ Phật. Phụ nữ đang trong những ngày đến tháng cũng không được thắp hương hoặc dọn dẹp bàn thờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.